Được phát động từ tháng 11 năm 2023, sân chơi Thiếu nhi Việt Nam Công dân Toàn cầu do Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Anh ngữ OCO tổ chức đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo các bạn học sinh khối trung học cơ sở trong cả nước. Sau gần 5 tháng triển khai, đã có 60.497 bài dự thi của các em đội viên thiếu niên trên toàn quốc gửi tham gia vòng trực tuyến. 350 thiếu niên xuất sắc nhất vòng trực tuyến đã được lựa chọn để tham gia vòng bán kết. Tại đây, các em đã thể hiện bài thuyết trình của mình thông qua video clip về một trong 5 kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu bằng tiếng Anh, gồm giữ gìn truyền thống dân tộc, kỹ năng mềm cho tương lai, hiểu biết văn hóa, xã hội, ngoại ngữ để hội nhập, rèn luyện thể chất khỏe mạnh. Hai mươi bạn đội viên thiếu niên có kết quả cao nhất tại vòng bán kết đã được lựa chọn tiếp tục tham gia vòng chung kết tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Các em đã cùng nhau tham gia một hành trình trải nghiệm với thông điệp phá vỡ rào cản, khai mở tiềm năng, bao gồm nhiều hoạt động như tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, vận động, rèn luyện thể chất với các hoạt động vui chơi trên bãi biển, tìm hiểu, khám phá khoa học và trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giao lưu, kết nối bạn bè và chia sẻ kinh nghiệm học tập tiếng Anh. Vòng chung kết xếp hạng đã được diễn ra sôi nổi với phần thi xử lý tình huống và tương tác với ban giám khảo thông qua các câu hỏi xoay quanh các chủ đề của sân chơi. Thiếu niên Việt Nam, công dân toàn cầu không chỉ là một sân chơi giúp các em nâng cao kiến thức, khả năng sử dụng ngoại ngữ mà còn là môi trường giúp các em học tập, rèn luyện bản thân, tích cực hội nhập để vươn tới trở thành một thế hệ công dân toàn cầu.